năm chắc hẳn ai cũng tò mò 49 ngày ở địa ngục nó như thế nào, thì đây chính là bộ phim có kinh phí sản xuất lên đến 900 tỷ bạn nhất định phải xem cho đã mắt. Phim lọt top 3 phim ăn khách nhất lịch sử điện ảnh Hàn Quốc, với tình tiết cực hay và lôi cuốn kể về 7 tầng địa ngục, tương ứng với 7 loại tội khác nhau. Địa ngục đá sẽ dành cho những ai lười biếng, phạm tội sát sinh sẽ bị nhốt vào địa ngục lửa, mắc tội bạo lực sẽ bị rơi xuống địa ngục vựa sâu, phạm tội nói dối sẽ bị phạt ở địa ngục kéo lưỡi, phản bội người khác sẽ bị nhốt vào địa ngục kính, tội bất nghĩa sẽ bị nhốt vào địa ngục băng, và cuối cùng, tội nặng nhất là bất hiếu sẽ bị nhốt vào địa ngục Phật Xa. Ai chết đi cũng phải trải qua 7 tầng địa ngục này xét xử, nếu có thể vượt qua được 7 tầng phán xét này, thì mới có thể đầu thai chuyển kiếp. 1000 năm nay rất ít người có thể vượt qua, nhưng hôm nay nó đã đón tiếp một người chết vô cùng đặc biệt. Người đàn ông mới chết này tên là Gia Hong, lúc còn sống anh là lính cứu hỏa. 5 phút trước, anh đã ôm lấy một bé gái, nhảy từ tầng 13 đang bốc cháy rừng rực xuống, ngã mạnh xuống nền bê tông, anh đã hy sinh để làm tấm đỡ cho cô bé. Bé gái kia bình an chạy đến bên bố mẹ, Kim Dung Un hình như cũng không bị làm sao, nhưng lúc này anh thấy gần đó có hai người ăn mặc kỳ quái, còn người đang nằm dưới đất lại chính là mình, lúc này Dung Un mới nhận ra mình đã chết rồi. Hai người kia là sứ giả địa ngục, phụ trách đưa anh xuống âm phủ, cô gái này tên là Harry, người đàn ông tên là Bizen. Harry vô cùng vui mừng, bởi Dung Un vì cứu người khác nên mới chết. Đây là một cái chết chính nghĩa, tấm thẻ bài trong tay cũng cho thấy, Dung Un là một linh hồn thuần khiết. Phải biết rằng linh hồn thuần khiết gần nhất xuất hiện là từ 422 năm trước, vì vậy bọn họ vui mừng khó tả. Nhưng Dung Un vẫn không thể nào chấp nhận được sự thật, rằng bản thân mình đã chết. Bởi vì anh vẫn còn một người mẹ già ở nhà, Dung Un không thể bỏ lại mẹ mà rời khỏi thế gian này. Anh liên tục lùi bước, đột nhiên cả người anh bay lên, rồi bị một vòng xoáy lớn từ từ hút vào bên trong. Tôi muốn thấy mẹ lần cuối trước khi rời đi được không? Bởi vì tôi vẫn còn điều chưa nói với bà ấy. Nhưng hai sứ giả kia không cho anh cơ hội nói lời tạm biệt. Rất nhanh sau đó, Dung Un đã đến nơi gọi là cửa quan. Tại đây, người chết bắt buộc phải trong vòng 49 ngày, vượt qua sự phán quyết của 7 tầng địa ngục thì mới thành công đầu thai chuyển kiếp, nếu thất bại thì sẽ mãi mãi không được siêu sinh. Và trách nhiệm của sứ giả chính là dùng hết sức mình, giúp đỡ người chết chuyển kiếp đầu thai. Ở đây, Gia Hong đã gặp được một người sứ giả khác tên Gang Nam. Gang Nam cũng không phải dạng vừa, anh đã thành công giúp được 47 người chuyển kiếp, là sứ giả giỏi nhất trong các sứ giả, bởi vì Gia Hong là quý nhân, nên được ưu tiên bước vào môn quan đầu tiên. Nhưng sau khi anh bước vào, sứ giả Bizen tròn mắt choáng váng, bởi vì cửa địa ngục đầu tiên Gia Hong phải đối mặt, chính là địa ngục lửa dành cho người phạm tội giết người. Theo quy định của địa phủ, 7 tầng địa ngục sẽ xuất hiện theo trình tự, những tội danh mà người chết phạm phải từ nhẹ đến nặng, điều đó cũng có nghĩa là giết người cũng chính là tội danh nhẹ nhất của Gia Hong. Gia Hong vô cùng khó hiểu, vì anh chưa bao giờ giết người cả, nhưng Bizen nói, gián tiếp làm người khác thiệt mạng cũng phải chịu tội. Lúc này, nền đá dưới chân Gia Hong đột nhiên nứt toác ra, bên dưới là một biển nham thạch. Trên chiếc trụ đá khổng lồ là vô số vong linh của những người phạm tội giết người, đang gào thét trong đau đớn muốn kéo Gia Hong xuống chung số phận. Trước mắt là một phán quan hung thần ác sát, người cai quản địa ngục lửa này là Bi Xê Ong Đại Vương. Sở dĩ Gia Hong phải đứng tại đây là bởi vì trong một lần cứu nạn, anh đã bỏ mặc một người đồng đội ở lại hiện trường, dẫn đến việc anh ấy bị tử nạn trong đám cháy. Đây chính là tội giết người gián tiếp. Nhưng tình hình thực tế quả thực như vậy sao? Không bao lâu nữa ở đây sẽ sập xuống. Đi đi! Mau lên! Mau đi đi! Hóa ra lúc ấy vẫn còn nhiều người khác mắc kẹt trong đó. Từ đạo đức nghề nghiệp, Gia Hong đã quyết định đi cứu những người gặp nạn trước. Sau khi cứu được 8 người, anh định quay lại cứu đồng đội của mình nhưng đã muộn mất rồi. Mặc dù Gia Hong không thể cứu được đồng đội ra ngoài, nhưng anh thực sự đã cứu sống được 8 người khác. Sau khi đại vương nghe lời giải thích, đã tuyên bố Gia Hong vô tội. Sau đó, 4 người đến cửa tiếp theo, địa ngục trừng phạt những kẻ lười biếng. Nơi đây sẽ trừng trị những người chết khi còn sống, không biết nỗ lực cố gắng, không làm mà đòi có ăn. Những người như vậy sẽ bị đưa tới nơi đây nhưng không phải để ăn cứt, mà để chịu đựng sự trừng phạt của những tảng đá lăn. Trên những cối đá quay khổng lồ, có vô số người đang điên cuồng bổ chạy, chỉ cần lười biếng thì sẽ bị nghiền nát, bởi vì lúc còn sống họ chỉ thích ngồi banh háng hưởng thụ, vì vậy khi xuống địa ngục sẽ phải cật lực chạy thục mạng suốt ngày. Người cai quản tầng này là Xê Ốc Đại Vương, nhìn thì có vẻ là một bà lão vô cùng hiền lành độ lượng, bà đã nhìn lại cuộc đời vừa qua của Gia Hong qua nghiệp kính, phát hiện Gia Hong không hề lười biếng, mà thậm chí anh còn là người cuồng công việc, không nghỉ ngơi dù chỉ một ngày, thậm chí còn liều mạng để cứu một con mèo. Xê Ốc Đại Vương xem xong cực kỳ hài lòng, không nhịn được mà đứng dậy vỗ tay, còn nói muốn cho vào sách giáo khoa tiểu học. Nhưng bà hỏi Gia Hong, tại sao lại chăm chỉ như thế? Gia Hong thật thà chỉ trả lời một câu, tôi làm như vậy là vì tiền. Sau khi nghe xong, tất cả mọi người đều biến sắc. Cái quần què gì đây chứ? Bởi vì chốn âm phủ này tham tiền chính là đại kỵ, người phạm phải đều sẽ chịu sự trừng phạt thích đáng. Thế là Xê Ốc Đại Vương liền hạ lệnh hủy bỏ tư cách của Gia Hong, bắt anh phải chịu sự trừng phạt của cối đá xoay. Gia Hong sợ đến mức ngã sụp xuống đất. Các vị sứ giả lập tức nhảy xuống nước kéo bè gỗ lại, Gang Nam lại mở nghiệp kính,
giải thích cho Sê Ốc Đại Vương, ban ngày anh ấy dập lửa, buổi tối lại nhóm lửa phục vụ nhà hàng. Dù là kỳ nghỉ, anh ấy cũng vận chuyển rau tới chợ. Mỗi cuối tuần đều đến nhà tắm công cộng lau dọn, đến tối sau khi xong việc, lại làm nghề lái taxi đêm, một người làm công việc của 5 người. Gia Hong làm việc không kể ngày đêm để kiếm tiền, là vì ở nhà anh còn có một người mẹ già câm điếc, cùng một đứa em trai nỗ lực thi cử, luôn mơ ước trở thành thẩm phán. Sê Ốc nghe xong thì đã mềm lòng. Thì ra không phải là Gia Hong tham tiền, mà vì do áp lực cuộc sống mới khiến anh phải lao lực đi kiếm tiền như vậy. Cuối cùng Đại Vương tuyên bố Gia Hong vô tội vạ. Sau đó bốn người tiếp tục tiến về phía trước, để tới tầng địa ngục tiếp theo, họ phải lên một chiếc thuyền nhỏ, lao trên dòng nước chảy xiết, vượt qua khu rừng. Vốn dĩ đây là một đoạn đường dễ vượt qua, ai ngờ hôm nay giữa đường lại có biến. Vô số ma quỷ trong khu rừng xông ra, tấn công Gia Hong và các sứ giả. Nhưng tên phải phá vỡ cách núi mới thoát được. Anh nói ma quỷ kia xuất hiện tại đây là do trong gia đình Gia Hong vừa có người đã trở thành quỷ chết oan. Nếu không kịp thời giải quyết, thời gian của âm phủ sẽ trôi qua ngày càng nhanh, những con quỷ sẽ xuất hiện ngày càng nhiều. Để điều tra rõ chân tướng, sứ giả Gang Nam đã quyết định nhanh chóng tới dương gian điều tra. Anh tới nhà Gia Hong thì phát hiện oan hồn kia chính là So Hong, em trai của Gia Hong. So Hong đã trở thành dã quỷ lang bạt khắp nơi, nhưng Gang Nam đã điều tra ra chân tướng. Thì ra vài ngày trước, So Hong đã dẫn theo một tân binh đi gác đêm. Tân binh kia do quá căng thẳng, không ngừng run rẩy, nên đã động vào chốt an toàn của súng. So Hong định ôm lấy cậu ta để an ủi. Ai ngờ khẩu súng đột nhiên cướp cò, bắn trúng vào bụng anh. Do mất máu quá nhiều nên So Hong đã ngất đi. Rất nhanh cấp trên đã chạy đến. Vì tưởng So Hong đã chết, sợ chuyện này sẽ ảnh hưởng tới con đường thăng chức, nên đã bỏ mặc không cứu. Mà cùng tân binh kia đào huyệt chôn So Hong, sau đó nói với mọi người, So Hong đã bỏ trốn, không biết là đi đâu, nhưng thực tế, khi So Hong bị chôn lúc đó vẫn còn thở, anh ấy đã không chết do trúng đạn, mà chết do bị ngạt khí vì bị chôn sống. Chuyện của So Hong đã khiến sứ giả Gang Nam nhớ lại, chuyện kiếp trước của mình cũng từng oan ức như vậy, nên anh không nỡ tiêu diệt linh hồn của So Hong, mà quyết định đưa So Hong về âm phủ để chuyển kiếp. Nhưng vì quá tức giận nên So Hong luôn bám theo tân binh kia. Anh này cũng vì thấy hổ thẹn nên sau xỉn suốt ngày, và anh ta đã ném tấm bản đồ vào trong sân nhà So Hong. Sau khi mẹ anh mở ra thì phát hiện bên trên có đánh dấu một vị trí, bà lập tức nhận ra con trai mình không phải đào ngũ mà là đã chết. Sau đó, tân binh kia cũng đã quyết định tự kết liễu đời mình. So Hong biết chuyện này không phải lỗi của cậu ấy, nên đã cầu xin sứ giả cứu cậu bé ngốc nghếch kia. Nhưng chuyện đại kỵ với sứ giả chính là nhúng tay vào chuyện dương gian, nhưng So Hong nói nếu Gang Nam giúp đỡ, anh sẽ ngoan ngoãn theo sứ giả trở về âm phủ. Vì vậy Gang Nam đã đồng ý cắt đứt sợi dây cứu người lính này. Oan hồn So Hong đã được giải quyết, nhưng lúc này Gia Hong ở âm phủ lại gặp phải một chuyện khó. Anh bị phán xét ở tầng địa ngục nói dối. Đại vương lần này giống một bé gái. Nó không nghe Gia Hong giải thích đã trực tiếp ra lệnh cho cái cây ma quái kéo lưỡi anh ra. Do lúc còn sống đã nói dối nhiều, nên khi xuống địa ngục phải chịu hình phạt đốt lưỡi. Đúng vào lúc quan trọng, sứ giả lại mở nghiệp kính biện hộ cho Gia Hong. Thì ra những năm nay, Gia Hong luôn nói dối với hai người. Gia Hong viết thư cho mẹ nói rằng mình đã sống bên ngoài rất tốt, đã lấy vợ sinh con, để mẹ không phải lo lắng cho mình. Anh đã nói dối đứa con gái của đồng đội đã mất, rằng bố cô bé vẫn đang sống rất khỏe mạnh, để cô bé yên lòng. Sau khi đại vương nghe giải thích mới hiểu ra, những lời nói dối của Gia Hong đều là vì có ý tốt, vì vậy đã phán Gia Hong vô tội, cho anh đi đến những tầng địa ngục khác nhau. Vì cả đời Gia Hong sống một cách trung thực lương thiện, nên đã thuận lợi vượt qua địa ngục phản bội và địa ngục bất nghĩa. Nhưng không ngờ, anh đã bị bắt lại ở tầng địa ngục bạo lực. Hơn nữa Gia Hong không chỉ mắc tội bạo lực, mà người anh đánh đập chính là em trai của mình. Ảnh tượng hiện lên vô cùng rõ ràng, chứng cứ xác thực. Lần này khó mà cãi được, đại vương liền đưa ra phán quyết, trừng phạt Gia Hong bằng cách đưa xuống vực thẳm. Gang Nam lúc này cũng không kịp trở về cứu nguy, anh chỉ có thể thỉnh cầu sử dụng hình phạt cộng dồn. Cũng có nghĩa là nếu tầng địa ngục tiếp theo, Gia Hong bị định tội, anh không những bị định tội, mà ba người sứ giả kia cũng bị tước đi cơ hội đầu thai chuyển kiếp. Nhưng thực ra trong lòng họ đều biết rõ, tầng tiếp theo là địa ngục Thiên Luân, cũng chính là tội nặng nhất của Gia Hong, bởi vì Gia Hong không chỉ đánh em trai, mà anh còn định giết chết mẹ ruột của mình. Điều này hoàn toàn trái ngược với con người của anh, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra vậy? Lúc này mẹ của Gia Hong ở trên trần gian, đã cầm theo một mảnh giấy rồi vào doanh trại, bà muốn đòi lại công bằng cho Trần Đức So Hong. Nhưng đã bị tên trung vệ đẩy ngã xuống đất, đúng lúc So Hong đã hết làm oán hồn đi ngang qua và trông thấy, anh không nhịn được nữa, thả biến thành quỷ cũng không cho phép người khác đối xử với mẹ mình như vậy. Lớp da trên mặt anh bắt đầu phân hủy, trở thành hình dạng oan hồn khi trước, bão cát bắt đầu nổi lên, muốn chôn sống tên trung vệ bất lương kia. Oán hận của So Hong quá lớn, ảnh hưởng đến cả âm phủ, Gia Hong cũng bị chôn vùi trong biển cát, dần bị nuốt sống. Thông qua vòng xoáy, So Hong thấy anh trai toàn thân bị chôn vùi trong cát, nên mới từ từ bình tĩnh trở lại thì Gia Hong mới không sao.
Nhưng đúng lúc này địa ngục Thiên Luân từ dưới biển cát ngoi lên, người tiến hành định tội Gia Hong lần này là người có quyền lớn nhất nơi đây, Diêm Vương Gieo Ma đã phán quyết bị cáo Gia Hong có tội. Harry biện hộ cho Gia Hong, nói anh làm vậy là do quá tuyệt vọng, vừa không có tiền chữa bệnh cho mẹ, vừa không có tiền mua đồ ăn cho em trai, vì vậy mới quyết định cùng nhau từ giã cõi đời. Hơn nữa cuối cùng anh cũng không hề ra tay, mẹ anh cũng không hề hay biết chuyện gì. Để mọi người tâm phục khẩu phục, Diêm Vương liền mở nghiệp kính, tiết lộ sự thật mà ngay cả Gia Hong cũng không hề hay biết. Hóa ra khi anh giơ gối lên, mẹ anh đã tỉnh giấc, nhưng bà cố ý không phản ứng lại. Bởi vì chỉ khi bà chết đi, mới không còn là vật ngáng đường của các con nữa, thì cuộc sống của các con mới có thể thoải mái hơn một chút. Sau khi biết được sự thật, Gia Hong càng cắn rứt hơn, anh cầu xin Diêm Vương cho mình báo mộng để xin lỗi mẹ. Nhưng Diêm Vương không cho anh cơ hội, mà bắt đầu đọc phán quyết cuối cùng. Nhưng đột nhiên mặt đất âm phủ bắt đầu rung chuyển, hình ảnh của mẹ Gia Hong từ dưới lớp cát hiện lên. Thì ra So Hong đã báo mộng cho mẹ, nói với bà mình đã vượt qua kỳ thi, trở thành thẩm phán. Kể từ nay anh phải lên trời để xử phạt người xấu. Đây chính là lần cuối cùng hai mẹ con họ gặp nhau. Đồng thời anh mong mẹ hãy tha thứ cho hành vi của anh trai, bởi vì đây là trong mơ nên mẹ anh đã có thể nói chuyện. Bà nói rằng từ trước đến giờ chưa từng trách móc Gia Hong, mà còn thấy chỉ vì mình mà các con đã phải chịu nhiều khổ cực. Bà chỉ cần hai đứa con trai của mình sống mạnh khỏe là đã mãn nguyện lắm rồi. Gia Hong chạy xuống bãi cát định ôm lấy mẹ, nhưng mẹ anh đã biến mất. Anh không còn cơ hội tự mình nói với mẹ câu nói, con xin lỗi. Tại âm phủ, nếu nhận được sự tha thứ của người trên dương gian, thì sẽ được miễn tội. Cho nên Diêm Vương đã tuyên bố Kim Gia Hong vô tội, lập tức được đầu thai chuyển kiếp. Bộ phim này xếp thứ 2 trong bảng doanh thu phòng vé lúc bấy giờ. Hẹn các bạn ở bộ phim tiếp theo nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều.